Vâng, tiếp tục em Chiến đưa đến cho các bác một con ly rì server cực kỳ nổi tiếng của sản Sansui. Đây là những con rì server 4 số. Đây là con 9090. 9090 là một tuyệt tác của Sansui. Nó đánh vào những thiết bị tầm trung cấp nha các bác, trung cấp. Dòng này nghi hay, bày rất là đẹp. Các bác bày với những con đờ Akai này 630 hoặc là 635D, nghe nhạc vàng, nghe bên cối, vân vân. Nhạc bolero, đặc biệt cái dòng 9090 á là nó sẽ đánh được rất là nhiều dòng loa như là Mỹ, Âu, Nhật đều đánh rất là tốt. Nó khác với 90dB và âm sắc nó và lực đánh của nó mạnh hơn 90dB nha các bác. Khi các bác nghe, nếu mà ghép chung một cặp loa, các bác sẽ cảm nhận được cái tiếng nảy nó từ cái tiếng loa bass ra và lực hơn 90dB. 90dB thì tiếng nó sẽ ấm hơn một tí. Nó thiên về các bác nghi về kiểu như là loa 99A. Nhưng mà 90dB thì nghi loa Mỹ không bằng 9090. Nhưng mà con 9090 em nhấn mạnh ở chỗ giá thành hợp lý, nhưng mà nó lại đánh được rất là nhiều loa. Nó tiện cho các bác chơi loa Nhật, loa Mỹ, loa Âu và những dòng loa đời mới đều đánh rất là tốt, tại vì tiếng của nó được nhà thiết kế người ta căn chỉnh ở cái ngưỡng là chúng ta rất là dễ ghép loa, và tiếng keng lực loa đặc trưng của 9090 và lực nguồn của nó lên tới 750W maximum. Và nó có ngoại hình y chang, tại vì 9090 và 90dB nó có y chang cái thiết kế và kết cấu, và công suất cũng là chạy 8 sò. Nhưng mà hãng được tích hợp con 9090 thì lực đánh nó tốt hơn con 90dB nha. Thì sau đây mời các bác xem đồ đẹp của con Omly này. Những cái dòng này càng ngày càng hiếm nha bác. Các bác thấy không? Dòng này về không có nhiều, tại vì giờ hàng những cái dòng này nó hiếm, để tuyển từ những hàng điệp nó khó, với lại giá giờ Mỹ nó bán cao lên các bác, nên là tìm được con nào hay con nấy thôi, chứ nó không như năm trước nữa. Năm trước em đầu năm được về được nhiều, nên đợt này chỉ có một con 9090 thôi. Đây các bác thấy đồ đẹp của nó này, tuyệt vời nha. Có hai đồng hồ vu nha, đây là hai đồng hồ FMAM này, còn đây là phần để chúng ta rò đài và nghi, hay là những chuyển kênh. Em này đánh ba cầu loa nha các bác, hay chỉnh bass, mic, chép, nghĩa là mic là lời ca sĩ, bass là giải trầm, chép là giải cao, hay là căn chỉnh cho giải bass này, tăng cường đấy các bác. Đây là volume tổng, là bên trong nó sẽ có tích hợp luôn là cả cái ba lăng nè. Ba lăng có nghĩa là chỉnh trái phải loa. Đây là loa nét, thiết bị âm thanh nổi. Về cái cơ chế loa nét của con 90 rất là mạnh nha. Cái này rất là hay nè. Chỉ cần để xuống một cái là lên rất là nhiều nha. Đây là phần chuyển kênh, loa nét cũng như là một bộ phận mạch equalizer mà hãng đã tích hợp cho cái mạch này. Khi chúng ta test nó đi là khi đó cái bộ mạch equalizer âm thanh nổi nó sẽ không có hoạt động, nó chỉ chỉnh bass chép thôi. Khi chúng ta gạt xuống là bộ mạch equalizer nó sẽ hoạt động, có nghĩa là cái phần này các bác cứ nghĩ như là một con equalizer để trên này vậy đó. Để mình sẽ hiểu nôm na nó như thế, là khi chúng ta bật lên on thì cái mạch equalizer nó sẽ hoạt động, thì đó tiếng nó được chỉ nâng lên, bass, mic, chép nảy lên rất là nhiều, mà cho chúng ta cảm giác nghe nó sẽ thoáng hơn. Này, nút lo nét là nó như thế, nó là phần âm thanh nổi. Đây là phần vỏ gỗ phía bên phải này, các bác thấy phần phay nhôm này rất là đẹp nha, máy rất là đẹp. Và con này giá là 32.500.000 nha các bác, 32.500.000 giá em đã cân đối, và hàng thì hàng tuyển cho các bác với đồ đẹp theo tiêu chuẩn bên em, xuất sắc và keng. Tí nữa các bác sẽ được xem bên trong em nó với hình hài nuột nà nó như thế nào. Rồi sau đây em xin phép các bác là em sẽ rút cái điện ở đây để tiện cho quay phía sau cũng như là mở rù gan nha. Vâng, đây là phía sau hậu cảnh của con Omly. Ở bên trong đây là phần tản nhiệt bảo vệ sò, 8 con sò, 8 sò sét. Và đây là ba trạm loa nha các bác. Chúng ta có thể đánh một lần hai cầu nha. Đây là cái logo, chúng ta có thể chuyển điện bằng cách mở hai ốc này và chuyển điện. Xài hiện tại là nó đang để điện 120V. Nếu các bác mua hàng á mà thích điện 220 thì phải báo em trước để em chuyển sẵn cho các bác nha. Hay là cần anten, hay là những cổng kết nối AUX vân vân. Chỉ có một con duy nhất nha các bác, con này series là 2135 nha. 2135 series 2135. Thì sau đây em sẽ thao tác mở lấy bộ gỗ ra để em mời các bác xem bên trong. Vâng, đây là bên trong của Omly, các bác thấy sexy nó vẫn còn trắng tinh và rất là đẹp. Tăng phô rất là to, tăng phô dòng chung của tăng phô 90dB. dB thì từ con này đàn anh là 9090 nha.
là đàn anh của 90db nha các bác. Máy rất là đẹp nha. Có thể sẽ xây trắng tinh này, rất là đẹp. Kể cả cái rò đài này. Đấy. Các bác nào yêu thích con 9090 này thì alo cho em, thì chỉ có một con duy nhất à. Series thì em báo rồi. Các bác nào yêu thích và giá em nói cân đối cho em nó là 32.500.000 đã bao gồm phí ship. Sau đây em chứng dừng video và hẹn các bác ở video tiếp theo.